lời dạy của lão tử không chỉ có tính triết lý thâm sâu của một bậc giác ngộ mà còn có giá trị thực tiễn to lớn hậu nhân cũng có thể áp dụng những nguyên lý ấy vào cuộc sống để có thể ung dung vui vẻ bước qua những năm tháng đời người trong dòng sông dài lịch sử của văn hóa nho giáo phật giáo và đạo giáo là nền tảng đặt định nên nền văn hóa trung hoa sự xuất sĩ của nho giáo sự viên dung của đạo giáo sự siêu thoát tách rời của phật giáo hòa lẫn trong văn hóa truyền thống trung quốc khiến cho mảnh đất thần châu trở thành một vũ đài lớn một cái nôi xuất sinh của nhiều câu chuyện cảm động lòng người lão tử lấy đạo để giải thích sự phát triển và thay đổi cả vạn sự vạn vật trong vũ trụ lão tử giảng đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật nghĩa là đạo sinh ra một một sinh ra hai hai sinh ra ba ba sinh vạn vật. Lại có câu, đạo chi tôn, đức chi quý, phù mặc chi mệnh như thường tự nhiên. Nghĩa là, đạo được tôn, đức được quý. Không có cái gì sai khiến mà vẫn tự nhiên như thế. Do đó, lão tử quan niệm rằng, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tức là, người noi theo phép tắc của đất, đất noi theo phép tắc của trời trời noi theo phép tắc của đạo, còn đạo thì noi theo phép tắc tự nhiên. Vạn vật đều có quy luật vận hành, hoạt động như vậy cả. Một, biết thế nào là đủ thì sẽ luôn có đủ. Trong chương 46 Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng, họa mạc đại ư bất chi túc, cửu mạc đại ư dục đắc, cố chi túc chi túc, thường túc hĩ. Câu này nghĩa là không họa nào lớn bằng không biết đủ, không hại nào lớn bằng ham muốn có được cho nên biết thế nào là đủ thì sẽ luôn có đủ đại đa số những người gặp thống khổ và phiền não đều bắt nguồn từ chính lòng tham ở bên trong càng truy cầu vật chất bạn sẽ càng tự tăng áp lực cho bản thân loại áp lực này không phải từ thế giới bên ngoài mang đến mà là tự mình chuốc lấy thông thường con người đau khổ không phải vì họ có quá ít mà đa phần do sở hữu quá nhiều Nội tâm ham muốn quá nhiều nhưng thực tế đâu phải lúc nào muốn là được. Vậy nên sống phải có chừng mực bởi lòng tham không đáy có thể dẫn con người đến vực thẳm. Gạt bỏ những ham muốn không phù hợp trong lòng sang một bên, bạn sẽ thấy mình trở nên thư thái rất nhiều. Áp lực trong cơ thể bỗng chốc được giải tỏa. Vậy nên lão tử cho rằng người giàu kẻ nghèo quyết định bởi sự biết đủ hay không biết đủ. 2. Biết người là khôn, biết mình là sáng suốt trong chương 33 của Đạo Đức Kinh. Lão tử giảng, chi nhân giả trí, tự chi giả minh, thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường, chi túc giả phú, cường hành giả hữu trí, tức là kẻ biết người được gọi là khôn, tự biết mình là sáng suốt, thắng người là người có sức mạnh, thắng mình là người mạnh thực sự. Một người thành công phải tự mình thắng được bản thân. Chúng ta thường khó hiểu mình hơn người khác thay vì chiến thắng người khác, chúng ta cần chiến thắng chính mình. Theo học thuật Trung Quốc, Jin và Yang là biểu tượng cho hai cực âm và dương trên vòng bát quái thể hiện sự dung hòa giữa hai thái cực đối lập như sáng, tối, đen, trắng, nam, nữ. Theo đó, vạn vật trong tự nhiên đều tồn tại hai mặt đối lập, hòa hợp, bổ sung và phụ thuộc lẫn nhau. Cuộc sống vật chất đã khiến chúng ta luôn tập trung vào việc kiếm tiền nhiều hơn là lắng nghe nội tâm bản thân. Nhìn từ quan điểm của đạo giáo, những hành động này thuộc về cực dương, là những chuyển động bên ngoài, và chúng ta cần một sự cân bằng giữa hai thái cực. Do đó, Đạo Đức Kinh khuyến khích chúng ta nên dành thời gian để trao dồi cực âm, là nội tâm bên trong của bản thân, học cách hiểu bản thân trước khi hiểu người. 3 biết chịu thiệt chưa chắc đã là thiệt. Trong Đạo Đức Kinh ở chương 28 có viết, vật hoặc tổn chi nhi ích, hoặc ích chi nhi tổn, nghĩa là vật khi bớt đi mà lại tăng thêm, có khi tăng thêm mà hóa ra là bớt đi. Ở đời có lúc nghĩ mình chịu thiệt nhưng hóa ra là được lợi, cũng có lúc được lợi nhưng thực tế là chịu thiệt. Mọi thứ tồn tại đều tuân thủ quy luật âm dương, dương thịnh thì âm suy, âm thịnh thì dương suy mấu chốt ở đây không phải âm bao nhiêu dương bao nhiêu mới thích hợp mà cân bằng âm dương mới có thể hợp nhất với đạo của đất trời đôi khi vì lợi ích nhất thời nhưng lại phá vỡ sự cân bằng âm dương điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định sau này có lúc chịu tổn thương tạm thời nhưng lại giúp duy trì cân bằng âm dương ngược lại sẽ thúc đẩy rất nhiều cho sự hòa hợp về sau chính vì vậy các bậc hiền nhân thường chú ý đến sự may mắn và tài lộc hơn là lợi ích mà may mắn và tài lộc chính là tác động được tích lũy lâu dài chứ không vì lợi ích và tổn thất hiện tại do đó người xưa tin rằng muốn có may mắn và tài lộc thì cần tích đức và làm việc thiện trời đất sẽ chăm sóc bạn viên liễu phàm một tác giả thời nhà minh đã viết mệnh do kỷ lập phúc tự kỷ cầu số phận của mỗi người do bản thân của người đó tạo ra phúc do bản thân tự đi tìm 4. Bậc Thánh Nhân chỉ làm việc chứ không tranh giành. Lão Tử giảng, Thánh Nhân chi đạo, vi nhi bất tranh, phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh. Những câu này có thể hiểu là, Bậc Thánh Nhân chỉ làm việc chứ không tranh giành. Vì không tranh giành nên thiên hạ cũng không ai tranh với mình. Một người hay một quốc gia chỉ cần không tranh giành với người khác, với nước khác, không có dục vọng, không có truy cầu, dùng đức thu phục lòng người thì thiên hạ sẽ không có ai tranh giành lại với mình. Lão Tử chính là muốn dùng đạo lý này để tiêu trừ dục vọng bạo lực và tâm tranh đấu giữa các quân vương thời xưa. Nếu mỗi người đều làm được không có dục vọng, không có truy cầu thì cũng chính là đã đạt đến cảnh giới vô vi tự tại. Đúng như Lão Tử giảng, thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác, cố kỷ vu đạo. Nghĩa là, nước là tốt nhất, nước đem lại lợi ích cho muôn vật mà lại không tranh giành. Phẩm chất cao thượng của bậc trí nhân cũng giống như nước, làm lợi cho vạn vật mà không đi tranh giành tư lợi. Ở nơi mọi người đều cảm thấy là thấp nhất nhưng vẫn thong dong ung dung tự tại. Vì vậy gần với đạo nhất. Trong cuộc sống, tư tưởng phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng giữ chi tranh của lão tử còn là đạo lý biến phức tạp thành giản đơn, là trí tuệ xử thế. Rất nhiều khi, người không tranh giành không phải là người thua cuộc cũng không phải là người nhu nhược hèn yếu mà là người hiểu được đạo lý biết tiến biết lui lùi một bước biển rộng trời cao đó là một loại nhân cách một loại trí tuệ cao và cũng là một loại hàm dưỡng năm biết đủ không nhục biết dừng không nguy vì không tự mãn nên mới bỏ cái cũ mà canh tân được khi một sự vật phát triển lớn mạnh và đạt tới mức độ đầy đủ nhất sẽ từng bước đi tới suy thoái và tới tận cùng, liệu có thể thoát được quy luật vận hành này của số mệnh hay không? Lão tử đề cập tới hai câu này với hàm ý, biết dừng đúng lúc có thể không bị thua, không bị rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, cũng bởi không tự mãn, biết lắng nghe tiếp thu nên loại bỏ được rủi ro, tai nạn và bình an. 6. Không làm gì mà không gì là không làm. Trong chương 48 Đạo Đức Kinh Lão Tử nói, vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dĩ trí vu vô vi, vô vi nhi vô bất vi. Nghĩa là, việc học thì ngày một thọ ích thêm, tu đạo thì ngày một tổn hao đi, tổn hao rồi lại tổn hao tiếp, cho đến khi vô vi. Không làm gì mà không gì là không làm vậy. Ý nghĩa là, người ta khi sinh ra, bắt đầu từ số 0, tất cả đều thông qua học tập để có được tri thức, Đương nhiên có người nghèo đến mức không được đi học, nhưng họ cũng thông qua hoàn cảnh và sự vật xung quanh mà học được tri thức. Học tập thì tri thức mỗi ngày một tăng thêm. Đây chính là quá trình mỗi người đều phải trải qua. Chính là việc học thì ngày một thọ ích thêm. Người tu luyện muốn tu đến viên mãn, đắc đạo, thăng tiên hoặc tu thành chính quả. Phải dần dần vứt bỏ hết thầy dục vọng, vọng niệm, tư tâm, tâm chấp trước tâm tật đố, tâm tranh đấu của thế gian. Như thế thân thể mới nhẹ nhàng, mới tu đến viên mãn. Tổn chi hiệu tổn là chỉ trong quá trình tu luyện, cần nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không ngừng trừ bỏ tất cả những tâm chấp trước, giảm thiểu tất cả các dục vọng, giảm rồi lại giảm nữa, trừ bỏ hết thầy ham dục cá nhân và chủ kiến ngạo mạn, vứt bỏ hết thầy chấp trước, khiến con người phản phác quy chân quay trở về với bản tính chất phác, chân thật ban đầu, cuối cùng đạt đến cảnh giới vô vi. Đó chính là lúc tu đến viên mãn. Người ta sau khi hiểu được lý lẽ, vì tâm trí mạnh mẽ hy vọng đạt được thành tựu nhất định, tâm danh lợi theo đó mà tới. Làm sao để nhân tâm thoát khỏi những ham muốn chấp vào danh lợi đó? Chỉ có dựa vào tu luyện, xem nhẹ cục diện thế sự, càng hiểu rõ bản thân trong sân khấu nhân sinh kiếp này chỉ là một vở diễn từ đó không bị danh lợi truy đuổi, thuận theo tự nhiên, coi nhẹ được mất thế gian. Nếu bạn thích video này hãy bình luận số 1, không thích bình luận số 2. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý giá của bạn. 7. Càng nói nhiều lại càng khốn cùng, không bằng giữ sự hư tĩnh. Người ta khi càng nhiều lời sẽ tự khiến bản thân rơi vào khốn cảnh chi bằng hãy giữ trung đạo mà hành. Dưỡng thành thái độ khiêm tốn, tự nhiên có thể nhạy cảm, mình mẫn, thận trọng đối diện với mọi việc xung quanh. Lời nói ra sẽ thận trọng, không nói những điều chưa suy nghĩ. Cân nhắc đặc biệt càng không bao giờ nói những lời sáo rỗng, lý luận viển vông. 8. Người sống thường mềm dịu lúc chết thì cứng còi. Lão tử có một tư tưởng rất quan trọng. Con người khi sống thì mềm yếu mà khi chết thì cứng nhắc. Muôn vật, cây cỏ khi sống đều mềm yếu mà khi chết đều khô cứng. Cho nên cứng rắn là con đường chết, mềm yếu là con đường sống. Cho nên binh mạnh thì chẳng thắng, cây cứng thì bị chặt. Cho nên cứng và lớn ở bực dưới, mềm yếu ở bực trên. Đại ý là người ta khi sống, thân thể mềm yếu nhưng sau khi chết thì hoàn toàn cứng nhắc cây cỏ vạn vật khi sống đều mềm nhưng tới khi chết thì khô cứng vì vậy người cứng nhắc cương liệt khó có thể sinh tồn yếu mềm không cứng nhắc mới có thể sinh tồn trong không gian này do đó trong khi dùng binh mà cậy mạnh sẽ gặp phải diệt vong cây càng to càng lớn càng dễ bị đốn hạ và phá hủy những người mạnh luôn ở vị trí thấp trong khi người yếu nhược ở vị trí cao hơn cường tráng nhìn dường như là tốt nhưng nó làm cho sinh mệnh khó kéo dài. Người yếu ớt ngược lại ở vị trí trên. Đây là cái gọi là lấy nhu khắc cương. 9. Lấy ngay thẳng để trị nước. Lấy mưu trí để dùng binh. Lấy vô sự để được thiên hạ. Bậc trị nước mà ban hành nhiều điều cấm kỵ thì dân chúng càng nghèo khổ. Bởi thiếu tự do hành động và ngôn luận. Dân chúng mà đa mưu xảo kế để trục lợi thì nước nhà phải xa vào hỗn loạn tâm tối người dân cần thực thà, ít dục vọng, thì nước mới dễ trị. Bậc trị nước mà quá khắt khe, đem pháp lệnh bùa răng trên đầu dân để đề phòng chúng, thì chúng dân cũng tìm đủ mánh khóe thủ đoạn để trốn tránh, gây ra mưu mô gian trá càng ngày càng thêm. Dân càng khó trị thì bọn đạo tặc càng nhiều. 10. Người giỏi dùng người là người phải biết hạ mình ở dưới người. Lão Tử cũng viết rằng người lãnh đạo giỏi dùng người là phải đặt mình ở dưới người. Còn nếu như chỉ cân nhắc tư lợi cho bản thân mình, không tôn trọng người khác, không thiện với người làm cho mình thì chính là đang đặt mình ở vị thế cao. Người mà một khi đã đặt mình ở vị thế cao, người khác ở vị thế thấp thì sao có thể lấy được lòng người? 11. Những câu nói hay của Lão Tử Vô hình vô tướng là niềm an lạc nhất. Ai vâng lời liều, hứa liều tất nhiên khó lòng đúng hẹn hiểu người là khôn hiểu được mình mới là khôn thật sự những khởi đầu tốt đẹp thường được ngụy trang thành một đoạn kết bi thảm nhu thắng cương tính thắng động bậc trí tuệ là người biết những gì mình không biết nếu một người có thể nhận ra mình không thiếu thứ gì cả thiên hạ đã thuộc về người đó hãy để mọi chuyện tùy kỳ tự nhiên mỗi cuộc hành trình vạn dặm đều bắt đầu từ những bước chân nhỏ nhất ai muốn ước chế người khác thường không tự ước chế bản thân mình hễ còn có lòng ham muốn thì chỉ biết được cái hẹp hòi biểu hiện ra bên ngoài chứ không biết được cái vi diện sâu ở bên trong ai muốn hiển thị mình sẽ tự làm lu mờ bản thân tấm gương sáng bụi bặm chẳng làm dơ được tình thần trong lòng ham muốn chẳng dính vô được chú tâm đến sự công nhận của người khác rồi sẽ trở thành tù nhân của chính họ nếu muốn được tất cả phải từ bỏ tất cả bất hiếu với cha mẹ cũng thờ thần vô ích tâm bất thiện phong thủy tốt vô ích anh em không hòa thuận kết giao bằng hữu vô ích hành vi không đúng đắn đọc sách vô ích tâm cao khí ngạo học nhiều vô ích làm việc quái đản thông minh vô ích thời vận chưa đến quá đòi hỏi vô ích chiếm của người khác bố thí vô ích không tiếc nguyên khí y dược vô ích dâm ác tứ dục âm đức vô ích hạnh phúc sinh ra trong đau khổ đau khổ giấu mình trong hạnh phúc nếu biết vạn vật đều thay đổi thì bản thân không nên cố nắm giữ điều chi lo thắng người thì loạn lo thắng mình thì bình không còn sự đối chọi ma quỷ tự tiêu tan ai muốn trúng thực bản thân sẽ không biết bản thân mình là ai khi bạn hài lòng đơn giản chính mình không so sánh hay cạnh tranh với ai tất cả mọi người sẽ tôn trọng bạn biết đủ là đủ tức là đủ biết nhàn là nhàn tức là nhàn nếu biết nhìn vào tâm mình anh có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời ai vội vàng tiến lên phía trước đều không thể đi xa Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước đi. 12. Sự thế của lão tử, đại sự cũng bắt đầu từ việc nhỏ bé. Sự việc khi ổn định thì dễ dàng tăng cường giữ gìn. Vấn đề khi chưa bộc lộ rõ triệu chứng thì dễ dàng đối phó. Đồ vật khi mềm yếu thì dễ dàng bị hóa giải. Sự việc khi còn bé nhỏ thì dễ dàng bị tiêu tán. Làm việc gì cần phải làm từ trước khi vấn đề còn chưa phát sinh chị biến loạn cũng cần phải trị từ trước khi còn chưa ấp ủ thành hỗn loạn. Cây lớn to bằng hai tay người ôm được sinh ra bởi mầm non nhỏ bé, đền đài cao lớn nguy nga bắt đầu bằng những tảng đất bùn chất lại. Con đường dài ngàn dặm xa xôi bắt đầu bởi bước đầu tiên đặt chân xuống. Ai tùy tiện làm việc ngông cuồng thì người đó sẽ làm hỏng việc. Thông thường là khi tiếp cận với thành công mới xa vào cảnh thất bại. Nếu khi sự việc kết thúc vẫn có thể bảo đảm được thận trọng giống như khi vừa mới bắt đầu thì sẽ không thể làm hỏng việc vì vậy dục vọng của thánh nhân chính là không có dục vọng ngài chưa hề coi trọng quý tiếc những vật phẩm hy sinh hiếm thấy học vấn của thánh nhân chính là không có học vấn dùng để nghĩ cách bù đắp vào những thiếu sót mà những người nói chung thường hay phạm phải lấy điều đó để bổ trợ cho sự phát triển tự nhiên của vạn vật mà không miễn cưỡng can thiệp vào đem việc làm chẳng cố công cố sức coi đó là công trạng lớn nhất đem việc nhàn rỗi chẳng có việc làm coi đó là việc làm lớn nhất đem thứ nhạt nhẽo vô vị coi đó là mùi vị ngon lành nhất cần phải giỏi coi nhỏ là lớn coi ít là nhiều dùng ân đức để báo đáp những người và sự việc oán hận giải quyết vấn đề khó khăn cần phải bình tĩnh ung dung bắt đầu từ chỗ dễ trước thực hiện sự nghiệp to lớn xa xôi cần phải bắt đầu làm từ việc nhỏ trước những việc đại sự trong thiên hạ nhất định phải làm từ những việc nhỏ bé trước do đó Thánh nhân vĩnh viễn không thể tự cho rằng mình lớn, cho nên tài năng đã thực sự thành tựu nên sự vĩ đại của ngài. Những người tùy tiện hứa hẹn với người khác nhất định rất ít người có thể giữ được chữ tín, họ luôn luôn coi trọng sự việc quá dễ dàng. Tất nhiên họ sẽ thường xuyên vấp phải khó khăn. Vì vậy, thánh nhân luôn luôn coi trọng cao độ đối với khó khăn, cho nên cuối cùng ngài đã không thể vấp phải bất kỳ khó khăn nào. 13 bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu bị mắc kẹt trong chữ tàng. Lão Tử nói, đa tàng tất hậu vong. Thu về càng nhiều thì mất cũng càng nhiều. Trở ngại mê hoặc lớn nhất đời người là nằm ở chữ tàng. Một khi bị chữ này vây khốn thì con người sẽ không thể có được cuộc sống hạnh phúc. Một, Tàng là tham lam. Trong lễ sinh nhật của Nghiêm Tung, vị quan đứng đầu nội các triều đại nhà Minh, cả triều văn võ đều tới chúc tụng qua mừng chất đầy như núi. Khi đó, nghiêm tung bán quan bán tước, nghiêm thế phiên nắm giữ công bộ, tài sản của ông nhiều hơn cả ngân khố quốc gia. Khi yến tiệc kéo dài đến nửa đêm, khách khứa đều đã ra về, nghiêm gia bắt đầu khóa cửa cải then. Thời điểm đó là mùa đông, khí trời rất lạnh, không may có vị quan ngự sử bị lạc đường, ở trong sân lạnh cóng đến phát sợ đại tổng quản của nghiêm ra liền mời viên quan đến chỗ của mình nghỉ ngơi và cho ngủ lại một đêm vì thế vị quan ngự sử tỏ ra rất cảm kích quản gia nói bây giờ ta giúp ông thế nhưng tương lai rất có thể phải nhờ ông giúp ta ông nợ ta một ân tình ngày sau xin hãy tha cho ta một mạng nghe vậy trong lòng viên quan ngự sử cảm thấy rất lo lắng và nói lão nghiêm ở nội các giống như mặt trời lúc giữa trưa thân phận của ngài cũng tôn quý như vậy đâu cần đến lượt ta tới tha mạng cho ngài chứ kết quả mấy năm sau thế lực của nghiêm tung bị lật đổ nghiêm thế phiên bị giết nghiêm phủ nhận tra xét viên quản gia cũng bị bỏ tù vì tội nhận tham ô hối lộ sau khi phán hình phạt vị quan ngự sử cũng giúp giảm bớt tội danh cho ông cuối cùng vị quản gia được miễn tử hình bị lưu đày tới vùng biên cương phùng mộng long từng nói nghiêm tung và nghiêm thế phiên đã đọc đủ các loại thi thư nhưng nhận thức của họ lại không bằng một quản gia mạng mất nhà vong còn gì đáng tiếc hơn chứ trăng tròn rồi lại khuyết nước đầy thì sẽ tràn thịnh cực tất suy đây chính là thiên đạo nếu không biết kiềm chế thì chỉ có thể nhận về sự bại vong hòa thân viên quan thời nhà thanh làm quan hai mươi năm đã vơ vét một một tỷ lượng bạc trắng mấy ngàn khoảnh đất mấy trăm căn nhà sự giàu có của ông vượt quá thu nhập ngân sách quốc gia trong 15 năm. Thế nhưng về sau thì sao? Hỏa Thân té ngã, gia khánh ăn no. Cuối cùng gia khánh ban cho ông một giải lụa trắng để kết liễu cuộc đời. Cho đến hôm nay, cuộc đời của Hỏa Thân bất quá cũng chỉ là một trò đùa viết nên chuyện cười mà thôi. 2. Tàng là chiếm giữ của riêng. Chu Quốc Bình từng kể một câu chuyện một con thỏ trắng rất yêu thích vẻ đẹp thiên nhiên nó đặc biệt thích mặt trăng trong mắt thỏ việc tròn khuyết của mặt trăng đều ẩn chứa nét đẹp riêng vì vậy vương của chư thần đã gặp mặt và nói rằng nó có tài năng ngắm trăng nên đã quyết định ban mặt trăng cho nó từ đó trở đi mặt trăng không còn thuộc về mọi người nữa mà chỉ thuộc về một mình con thỏ trắng này hàng đêm thỏ trắng vẫn vào rừng và nằm trên bãi cỏ ngắm trăng tuy nhiên kỳ lạ thay tâm trạng nhàn nhã trước đó đã không còn. Trong đầu nó chỉ còn một suy nghĩ, đây là ánh trăng của ta. Nó nhìn mặt trăng một cách chăm chú, giống như một người giàu nhìn chăm chăm vào kho vàng của mình. Khi mây đen che khuất mặt trăng, nó lại trở nên lo lắng, sợ rằng kho báu sẽ bị mất. Mỗi khi trăng tròn khuyết, lòng nó đau như cắt, giống như có ai đó đã cướp mất của nó vậy. Ở trong mắt con thỏ này, sự tròn khuyết của mặt trăng không còn đẹp như trước nữa thay vào đó là chứa đựng mối nguy hiểm khiến nó lún sâu vào sự được mất nhưng khác với con người thỏ trắng cuối cùng cũng vẫn giữ được trái tim trong sáng nó đi bái kiến vua của các vị thần thỉnh cầu thu hồi lại quyết định kia ngày nay có rất nhiều người thực hiện việc tàng trữ họ làm vậy đơn giản chỉ vì thích lặng lẽ chiêm ngưỡng cũng thấy bằng lòng thế nhưng khi bắt đầu thực hiện việc mua đi bán lại thì việc thưởng thức cái đẹp đối với món đồ mà bản thân cất chữ liền bị che mất tâm trạng cũng dần dần thay đổi để cho văn vật có giá trị hơn ngọc khí đẹp hơn họ không quan tâm đến sức khỏe của bản thân từ mặt bạn bè thậm chí còn buông thả nguyên tắc sống của chính mình lão tử nói yêu thích càng nhiều thì hao tổn càng lớn tham lam quá mức thì tất nhiên sẽ có tiêu hao lớn mọi thứ bên ngoài đều chỉ là mây khói thoảng qua sao cứ phải cố chấp sở hữu lo được lo mất mà khiến cho nội tâm không còn được an bình ngàn năm trước ở nơi mà trận chiến xích bích diễn ra tô đông phà đã cảm khái nói gió mát trên sông trăng sáng trên đỉnh núi tai nghe được âm thanh mắt nhìn thấy cảnh sắc tay có thể lấy không giới hạn và dùng mãi không hết đây là kho báu vô tận của tạo hóa hưởng thụ gió mát trăng thanh là niềm vui lớn nhất của cuộc đời. Sao cứ phải giữ cho riêng mình? ba, Ta là không biết nên làm thế nào. Một đạo diễn từng cảm khái rằng, sau khi bước sang tuổi 50, xem ngắm cảnh sắc chỉ để khiến bản thân vui vẻ. Những điều khác đều không cần thiết. Nhưng thật không hiểu vì sao mấy đồng bạc lẻ tiền lời mà có thể khiến anh em trở mặt. Thứ đó có lực lớn mạnh như vậy sao? Kiếm bao nhiêu tiền mới đủ liệu có thể mang đi được không khi đi ngắm cảnh vùng sơn tây tôi nhìn thấy hơn chục khu nhà cổ có tuổi đời hàng trăm năm chủ nhân của những ngôi nhà này đều đã qua đời và không thể tìm được thông tin về họ người cầm chìa khóa nhà đều không có liên hệ gì với họ vậy mới nói những đồ vật ngoài thân sinh chẳng đem đến chết không mang theo thời gian người sống trên đời bất quá cũng chỉ mấy chục năm sao cứ phải chấp nhất vào những thứ đó Lão tử nói, người biết đủ mới giàu có. Biết đủ, biết thỏa mãn mới là tài phú của con người. Người biết đủ sẽ không nghĩ quá nhiều, không đặt mục tiêu quá cao, không để cho ham muốn lợi dục làm vấy bẩn thân tâm. Không lừa gạt thì tâm không sầu lo, sống được thoải mái an nhiên. Trên đời có hàng ngàn thứ cám dỗ, ham muốn quá nhiều sẽ khiến thân tâm mệt mỏi và nhận lấy cái chết. Cho nên đến lúc cần buông tay thì hãy cứ bình thản buông tay đi có đủ cơm ăn áo mặc. Không lo âu đã là một chuyện may mắn rồi. Không bị bệnh tật hay tai họa thì bản thân đã có đủ phúc trạch. Đời người không có không hạnh phúc mà chỉ có không biết đủ nên mới khiến người sầu khổ mà thôi. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực thế hãy bình luận số 9. Không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn. 14. Cứng cỏi thì chết mềm mại thì sống. trong cuốn đạo đức kinh, lão tử đã viết kiên cường giả tử chi đồ, nhu nhược giả sinh chi đồ. kiên cường xử hạ, nhu nhược xử thượng. ý tứ chỉ cứng cỏi thì chết, mềm mại mới sống. cứng cỏi thì kém, mềm mại vẫn hơn. lão tử cũng viết thiên hạ mặc nhu nhược vu thủy, nhi công kiên cường giả mặc chi năng thắng kỳ vô dĩ dịch chi, nhược chi thắng cường nhu chi thắng cương thiên hạ mạc bất chi mạc năng hành ý nói trong thiên hạ không gì mềm yếu hơn nước thế mà nước lại công phá được tất cả những gì cứng rắn nước tưởng chừng như yếu đuối và hèn mọn nhưng nhờ sức mạnh của dòng chảy nước có thể xuyên qua núi đá phá hủy nhà cửa không có sức mạnh nào có thể ngăn chặn hay đánh bại nước mềm thắng cứng yếu thắng mạnh thiên hạ ai cũng biết thế nhưng chẳng có ai làm được dịu dàng như dòng nước êm mát nhún nhường nước có vẻ mềm yếu hơn tất cả nhưng lại mạnh hơn tất cả bởi vì không phải đá hay lửa thắng được nước mà là nước chảy đá mòn con người chỉ có khiêm nhường mới có thể bao dung và tồn tại được lâu dài giống như nước vậy khi chúng ta tư duy như nước chúng ta có thể học cách cư xử từ tốn hơn giảm thiểu những gì còn thô cứng và kiềm chế thái độ của bản thân cũng như của người khác khi sắp nổi giận, chúng ta hãy nghĩ về cảm giác thư thái và dễ chịu dưới dòng nước mát lạnh. Có thể chúng ta sẽ ngăn được một cuộc xung đột cái vã không đáng có. Hiểu về nước không chỉ giúp ta có thái độ ứng xử tốt hơn, thay đổi tâm tính hoặc trở thành người thầy dẫn lối cho ta trong cuộc sống mà nước còn là ma trận chung của mọi sự sinh trưởng. Mọi thứ trong tự nhiên đều được vẽ nên bằng chiếc cọ vô hình của nước, tạo thành một thế giới không hoàn hảo nhưng vô cùng đa dạng và thông minh hiểu được bài học trên đây, cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ tốt đẹp và sâu sắc hơn rất nhiều. 15. Bao dung và thiện lành như nước. Theo quan điểm triết học phương Đông, tất cả sự sống nguyên thủy trên trái đất đều được sinh ra từ nước. Cho nên người ta nói, nước là nguồn gốc của sự sống. Lão Tử dạy rằng, đức hạnh và lòng tốt của con người hãy giống như nước, bởi nước có khả năng nuôi dưỡng vạn vật mà không tranh giành làm lợi cho tất cả thiên hạ mà không tranh công đoạt lợi gặp chỗ thiếu thì chảy vào thấy thừa thì chảy ra trên đời làm mưa dưới đất thành sông lạch thượng thiện nhược thủy thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh nước thuận theo dòng chảy nước không có hình dạng vĩnh viễn đạo cũng vậy đạo không cạnh tranh với vạn vật với bài học này lão tử dành nhiều ngôn từ để ca ngợi sức mạnh của tính nhu mềm của vô vi con người cũng nên sống tự nhiên như nước ở thì chuộng chỗ thấp ân tình thì chuộng thâm sâu xử sự chuộng lòng nhân nói thì chuộng chân thật cai trị thì làm cho cuộc sống an bình làm việc thì hợp với tài năng hành động thì hợp thời đúng lúc con người học từ đặc tính của nước đó là nước trường giang chảy miết không ngơi dù cuốn theo bao nhiêu rác rưởi mà vẫn luôn thanh khiết người thiện thì ta thiện người không thiện ta vẫn cứ thiện đó chính là thiện. Trong mọi việc con người đều lưu giữ thiện tâm, lấy thiện đãi người, dù có chịu thiệt thòi trước mắt thì cũng không mất đi tín niệm trong lòng, như vậy sẽ được người yêu mến, được trời đất phù trợ, chính là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Người hiểu được bài học này thì tâm mở rộng mênh mông để hòa nhập vào tất cả, hạnh phúc cũng cứ thế ngày càng nhân lên. 16 nhìn vào bản thân và bạn sẽ tìm thấy mọi thứ mình cần lão tử nói rằng chi nhân giả trí tự chi giả minh thắng nhân giả hữu lực tự thắng giả cường tức là kẻ biết người được gọi là trí tự biết mình được gọi là minh thắng người là người có sức mạnh thắng mình là người mạnh thực sự một người thành công phải tự biết mình và thắng được bản thân mình theo học thuật trung quốc Jin và Yang là biểu tượng cho hai cực âm và dương trên vòng bát quái thể hiện sự dung hòa giữa hai thái cực đối lập như sáng tối, đèn trắng, nam nữ. Theo đó, vạn vật trong tự nhiên đều tồn tại hai mặt đối lập, hòa hợp, bổ sung và phụ thuộc lẫn nhau. Cuộc sống vật chất đã khiến chúng ta luôn tập trung vào việc kiếm tiền nhiều hơn là lắng nghe nội tâm bản thân. Nhìn từ quan điểm của đạo giáo, những hành động này thuộc về cực dương là những chuyển động bên ngoài, và chúng ta cần một sự cân bằng giữa hai thái cực. Do đó, Đạo Đức Kinh khuyến khích chúng ta nên dành thời gian để trao dồi cực âm, là nội tâm bên trong của bản thân. Lời khuyên là bạn có thể bắt đầu với bộ môn thiền chánh niệm để cân bằng bản thân, lắng nghe cơ thể và tìm nguồn năng lượng cho những đột phá của mình. 17. Nếu bạn thực sự muốn biết về chính mình, đừng dán nhãn cho bản thân. Nếu bạn định nghĩa được chính mình, bạn sẽ không thể biết bạn thực sự là ai. Những gì bạn thì thầm với chính mình mỗi ngày sẽ trở thành ý thức về bản thân định hướng suy nghĩ và hành động của bạn. Không tự dán nhãn hoặc cho phép bất cứ ai khác dán nhãn cho bạn sẽ khiến bạn tự do khám phá và thử nghiệm nhiều hơn. Bạn sẽ không bị giới hạn phạm vi phát triển trong vùng an toàn mà thỏa sức vùng vẫy ở những chân trời mới. 18 lòng tốt và lòng chắc ẩn sẽ luôn chiến thắng. Dòng sông nuôi dưỡng mọi thứ nó đi qua mà không cần tìm kiếm sự công nhận. Giống như việc cho đi lòng tốt và không nghĩ tới những gì được nhận sẽ giúp chúng ta còn nhận được nhiều hơn những gì mong đợi. Lòng chắc ẩn là cảm giác hòa hợp với tâm trạng của người khác và sự tốt bụng cũng bắt nguồn từ lòng chắc ẩn. Khi bạn rèn luyện lòng chắc ẩn, bạn học cách lắng nghe nội tâm mình và hiểu bản thân nhiều hơn. Những lời tử tế sẽ tạo ra sự tự tin, Tử tế trong suy nghĩ tạo nên sự vĩ đại. Tử tế khi cho đi sẽ tạo ra tình yêu. Được ai đó yêu thương sâu sắc, bạn có thêm sức mạnh. Yêu thương ai đó sâu sắc, bạn sẽ có thêm sự can đảm. 19. Bản ngã sẽ không bao giờ cho bạn niềm vui thực sự. Người quá đề cao bản ngã không thể biết mình thực sự là ai. Người thắng được người khác chưa chắc đã thắng được chính mình. Người càng cố gắng tỏa sáng sẽ làm lu mờ chính bản thân họ. 20. Hãy là chính mình. Đừng quan tâm người khác nghĩ gì. Suy nghĩ của người khác có thể trở thành gánh nặng cho bạn. Khi bị ám ảnh bởi những gì người khác nghĩ về mình, bạn sẽ lãng quên mất bản thân. Một khi bạn từ bỏ việc nghĩ quá nhiều về ý kiến và suy nghĩ của người khác, bạn sẽ tìm thấy con người thật của mình mọi người có quyền nghĩ về bất kỳ những gì họ muốn nhưng những gì mà người khác nghĩ về bạn không thể thay đổi được thân phận cũng như giá trị của bạn trừ khi là bạn cho phép họ làm điều đó đây là cuộc sống của bạn không ai có thể sống cuộc đời của bạn được cuối cùng thì bạn là người duy nhất đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình bạn chỉ có duy nhất một cuộc sống thôi sao lại phải dành thời gian để lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình làm bất cứ điều gì bạn thích Hãy là bất kỳ ai mà bạn muốn. Hãy sống cuộc đời của mình. Đừng quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Hãy sống một cách trọn vẹn nhất để không phải hối tiếc. 21. Trí tuệ và sức mạnh đến từ khiêm tốn. Người đàn ông khôn ngoan là người biết những gì anh ta không biết. Con người sống ở đời nên biết cúi đầu, luôn không những nỗ lực học hỏi và đừng quá ngạo mạn. Ngựa non đừng háu đá bằng không sẽ ngã vô cùng đau. Người khiêm tốn không bao giờ hài lòng với thành công của bản thân, luôn cho rằng mình thật nhỏ bé, họ lúc nào cũng nghĩ mình tầm thường, luôn tìm đủ mọi cách để vươn lên. Chính vì vậy, họ luôn đạt được thứ mình mong muốn, thậm chí còn nhiều hơn gấp trăm lần. 22. Chỉ khi buông bỏ bạn mới thực sự được giải thoát khi buông bỏ bạn sẽ thấy mọi thứ đều dễ dàng người biết buông bỏ mới là người có thể chiến thắng vì thế bậc thánh nhân hành động mà không động thủ dạy dỗ người khác mà không nói ra lời điều gì tới hãy để nó tự tới điều gì cần đi nó sẽ tự đi ta có mọi thứ nhưng không sở hữu thứ gì ta hành động nhưng không cầu được mất khi mọi việc hoàn tất hãy quên nó đi đó là lý do nó sẽ tồn tại mãi nếu muốn là tất cả, hãy trở thành một phần trước đã. Nếu muốn được đủ đầy, hãy để bản thân được trống rỗng. Nếu muốn được tái sinh, hãy chấp nhận cái chết. Nếu muốn nhận, hãy cho đi trước. 23. Hòn đá hay miếng gạch vỡ? Theo kể lại, lão tử cưỡi thanh mưu đến cửa hàm cổ. Trong lúc ở nha môn hàm cổ để lại rằng giặc hàng ngàn chữ trong đạo đức kinh thì gặp một ông cụ hơn trăm tuổi, dâu tóc bạc phơ, da rẻ hồng hào. Ông cụ kính cẩn chào lão tử, nghe nói tiên sinh học rộng tài cao, tôi muốn xin tiên sinh chỉ dạy cho tôi chuyện này. Ông cụ đắc ý nói, tôi năm nay đã 106 tuổi rồi. Nói thật từ lúc thanh niên trai tráng cho đến giờ đều an nhàn sống qua ngày. So với những người bằng tuổi thì họ đều lần lượt qua đời hết rồi. Họ khai khẩn hàng trăm tấc ruộng đất nhưng lại không có lấy nổi mảnh đất chôn cất xây hàng trăm mét tường thành nhưng đâu được hưởng thụ tiếng lộc cọc xe ngựa đi trên đó xây bốn căn nhà nhưng mộ lại nằm nơi đất khách quê người còn tôi thì tuy cả đời không cấy lúa hay trồng hoa màu nhưng vẫn có ngũ cốc để ăn tuy không xây nhà ngói nhưng vẫn có căn nhà che mưa che nắng tiên sinh liệu có phải hiện giờ tôi nên cười bọn họ lao lực cả đời chẳng thu hoạch được gì đổi lại là cái chết sớm hơn không lão tử nghe vậy mỉm cười nói với phủ doãn xin hãy lấy cho tôi một miếng gạch vỡ và một hòn đá lại đây nói đoạn lão tử mang gạch vỡ và hòn đá đến đặt trước mặt ông cụ và nói nếu chỉ được chọn một trong hai thì ông chọn gạch vỡ hay hòn đá ông cụ đắc ý cầm lấy gạch vỡ tất nhiên là tôi chọn miếng gạch này rồi lão tử vuốt dầu cười hỏi ông cụ tại sao vậy ông cụ chỉ hòn đá đáp hòn đá này không góc cũng chả có cạnh chẳng có tác dụng gì nhưng miếng gạch này thì còn dùng được lão tử gọi tất cả dân chúng quanh đó lai hỏi các vị chọn gạch vỡ hay hòn đá mọi người ai nấy đều đồng thanh chọn gạch chứ không chọn đá lão tử lại quay sang hỏi ông cụ thế tuổi thọ của đá dài hay tuổi thọ của gạch dài hơn ông cụ đáp tất nhiên là đá rồi lão tử cười nói hòn đá có tuổi thọ dài hơn nhưng mọi người lại không chọn gạch tuổi thọ ngắn nhưng mọi người đều chọn chẳng qua cũng chỉ vì vấn đề nó có tác dụng hay vô dụng mà thôi vạn vật trên đời này đều như vậy. tuổi thọ ngắn nhưng có ý nghĩa với trời với người. thiên địa nhân hòa thế nên ngắn mà dài. tuổi thọ dài nhưng không có nghĩa lý gì với trời đất với người. dễ bị lãng quên. dài hóa ra mà ngắn. ông cụ nghe lão tử phân giải như vậy tự cảm thấy hổ thẹn vô cùng. 24. đi qua quê nhà phải xuống xe. lão tử nói với thường thu rằng đi qua quê nhà phải xuống xe để dân mình không được quên cha mẹ người thân không được quên những ngày khốn khó trước đây điều này rất nhiều người trong xã hội đã không làm được họ lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi như thế này giàu có như thế này sang trọng như thế này tại sao phải nhớ đến những ngày còn ở quê nghèo họ đánh mất đi gốc gác của mình buông ánh mắt khinh rẻ coi thường những người xuất thân từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp họ quên rằng mình cũng từ đó mà thành công như bây giờ. Đáng lẽ ra phải nâng đỡ những người con của quê nghèo lại cố gắng cắt đứt liên lạc để không ai phát hiện ra mình từ quê lên. Thật xấu hổ vì họ quên mất đạo lý, uống nước nhớ nguồn. 25. Đi qua cây lớn phải từ từ. Bài học này dân dạy con người ta phải biết yêu kính những người lớn tuổi. Họ đã sống hơn chúng ra rất nhiều thời gian, họ biết những cái chúng ta chưa từng trải qua và cho dù ngày nay công nghệ phát triển cỡ nào thì kinh nghiệm đúc kết vẫn giúp họ sống tốt giữa cuộc đời đầy biến động này thế nên đừng nghĩ mình biết dùng laptop iphone lại coi thường sự hiểu biết của những người lớn tuổi hãy yêu thương và kính trọng họ để bạn biết sống tốt đẹp hơn có những người thấy người già thì nhìn bằng ánh mắt coi thường khinh rẻ họ sợ những người đó sẽ ăn bám họ họ sợ phải nuôi nấng và chăm sóc những người đó nhưng đừng bao giờ quên. Thương già. Già để đức cho. Chúng ta làm gì cũng nên tạo cái đức cho mình và con cháu. 26. Răng không còn nhưng lưỡi còn. Bài học này dân dạy bạn phải biết sống và đối nhân xử thế một cách đúng mực. Nếu bạn quá cứng rắn hay lạnh lùng và nhẫn tâm bạn sẽ chẳng bao giờ biết có được sự coi trọng và yêu thương từ người khác. Nếu bạn quá cứng rắn sẽ làm tổn hại đến mối quan hệ của bạn với những người xung quanh người xưa nói, mềm nắn rắn buông. Chúng ta cần biết lúc nào nên cứng rắn, lúc nào không nên để có đạo làm người được người khác coi trọng, không bị cái xô bồ của cuộc sống đẩy ngã. Nếu bạn thích video này hãy bình luận số 1, không thích bình luận số 2. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý giá của bạn. 27. Đạo là nơi trú ẩn của vạn vật đạo là nơi trú ẩn của vạn vật là của báu của người lành và là nơi nương tựa của người bất thiện nhờ đạo mà những lời hay được trọng vọng những hành động tôn kính những việc đẹp làm tăng phẩm cách cho người nhờ đạo mà những người bất thiện không bị ruồng rẫy cho nên khi lập ngôi vua dù bày ra tam khanh hai tay bưng ngọc bích đi trước xe tứ mã cũng không bằng ngồi không mà dâng đạo đó lên người sư quý trọng đạo là vì sao há chẳng có lời rằng cầu đạo thời được có tội thời được khỏi sao? Cho nên đạo quý nhất thiên hạ. Luận bàn vì sao đạo là của báu của người lành. Chúng tôi cho rằng vì làm những việc hợp đạo thì thuận với tự nhiên. Cuộc sống của người lành cũng vì thế mà thuận hơn, bình an hơn. Đây chẳng phải là phước báu mà chúng ta mong muốn hay sao? Vì sao đạo là nơi nương tựa của người bất thiện? Chúng tôi cho rằng vì chưa thiện nên người bất thiện gây ra lỗi lầm và gặp nhiều trắc trở nhưng vì thiên hạ có đạo nên người bất thiện vì thế không bị ruồng rẫy mà được người lành giúp đỡ để người bất thiện được nương tựa và có cơ hội trở thành người thiện cho nên dẫu con người có xấu xa mấy thì sự xấu xa ấy cũng chỉ như mây mù che phủ mặt trời bản thể của họ mà thôi họ vẫn có thể trở lại với bản tính nguyên thủy tốt đẹp của họ được vì sao nhờ đạo mà những lời hay được trọng vọng những hành động tôn kính những việc đẹp làm tăng phẩm cách cho người vì đạo là nguồn mạch sinh ra mọi lời hay việc đẹp cho nên nhân loại có được những lời hay có được những cử chỉ đẹp chính là nguồn đạo ấy mà ra những lời nói lành những việc làm tốt đều mang lại giá trị hữu ích giúp cho con người trở nên tốt hơn vì thế mà những người nói ra lời hay làm những việc tốt sẽ được người khác kính trọng công danh địa vị dù có cao quý đến mấy thì cũng không tốt bằng việc được ngộ đạo hay truyền đi cái hay cái đẹp của đạo đến cho người khác cùng được khai sáng đạo còn được cảm ngộ là nguồn mạch hạnh phúc của con người nên người xưa vốn coi trọng đạo là vậy. Đạo là cái quý báu nhất, nhưng đạo không phải là cái gì xa vời. Nếu chúng ta tha thiết tìm cầu, ta sẽ được đạo. Được đạo rồi thì bao tội lệ sẽ tiêu tan, bao oan nghiệp ta sẽ được hóa giải. 28. Đạo không có tên Đạo đã nói ra thì không còn là đạo phổ biến. Một cái tên đã đặt ra để chỉ một vật thì không còn là cái tên chung thông thường. Vô danh là cái gốc của muôn vật, hữu danh là mẹ của vạn vật, khi vạn vật đã ra đời thì mới có tên để gọi. Cho nên, ôm giữ vô thì thấy được sự kỳ diệu, ôm giữ hữu thì thấy chi ly chi tiết. Cả hai đều cùng xuất hiện nhưng khác tên. Cả hai đã huyền diệu lại càng huyền diệu hơn. Đó là cánh cửa mở ra mọi điều huyền diệu. Đạo bất biến, trường cửu, không thể diễn tả. Hữu và vô được dùng để tạm nói về đạo. Vô danh cho ta mường tượng thấy cái bản chất trống vắng, huyền diệu. Còn hữu danh cho ta thấy được chỗ khác biệt, chi ly của vạn vật. Muốn thấy được cái kỳ diệu bao la cùng khắp của đạo, người ta phải trở về cái vô, tìm về cái bản chất chung, đừng phân rẽ tranh chấp về cái tên khác biệt, cái phần ngọn ngành khác biệt vốn là những gì luôn luôn bị ảnh hưởng bởi thời. Thế hoàn cảnh mà sinh khác biệt và có thể chống đối nhau. Luận bàn: Đạo chính là nguồn gốc sinh xuất vũ trụ quần sinh. Đạo không có tên, cho nên dùng danh từ nào cũng bất xứng như nhau. Kể cả việc dùng chữ đạo như lão tử từng viết ở chương 25 Đạo Đức Kinh dưới đây, Ngô bất chi kỳ danh, tự chi viết đạo, ta không biết tên ngài, ta gọi bằng đạo. Còn trang tử nhiều khi cũng đã nhân cách hóa đạo và gọi bằng tạo hóa. Tạo vật giả năm năm theo Nam Hoa Kinh chương 6 f đạo có thể ở vào một trong hai trạng thái tĩnh và động tĩnh là trạng thái chưa hiển dương cho nên minh linh ảo diệu không biết đâu là biến bờ động là trạng thái đã hiển dương cho nên mới thấy công trình vân vi giới hạn nhưng hiển dương hay không hiển dương vẫn chỉ là một đạo thể siêu vi tên gọi tuy khác nhau nhưng tựu chung vẫn là một thực thể đạo thể siêu vi ấy là cửa thiêng sinh xuất ra mọi điều huyền vi ảo diệu. Để cảm nhận về đạo nên dùng tâm thức trong sáng, thinh lặng, đơn sơ, không tham, không tranh. 29. Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận tự nhiên. Có một vật hỗn độn mà nên, sinh trước trời đất, tĩnh lặng trống rỗng, đứng một mình không bao giờ thay đổi có thể gọi là mẹ của trời đất. Ta không biết tên của ngài. Tạm đặt tên là đạo. Miễn cưỡng gọi là lớn. Lớn thì tuôn chảy. Tuôn chảy thì chảy xa. Chảy xa thì trở về. Đạo lớn. Trời lớn. Đất lớn. Mà vua cũng lớn. Trong nước có bốn cây lớn. Vua là một trong số đó. Người theo đất. Đất theo trời. Trời theo đạo. Đạo thì tự nhiên. Luận bản chi tiết có một vật hỗn độn mà nên sinh trước trời đất làm cho người hiện đại chúng ta liên tưởng đến vụ nổ Big Bang, lý thuyết vụ nổ lớn, thường gọi theo tiếng Anh là Big Bang, là mô hình vũ trụ học nổi bật miêu tả giai đoạn sơ khai của sự hình thành vũ trụ. Thuyết vụ nổ lớn là một lý thuyết khoa học đã được kiểm chứng và được cộng đồng khoa học chấp nhận rộng rãi. Nó đưa ra cách giải thích hoàn thiện về nhiều loại hiện tượng quan sát thấy trong vũ trụ, bao gồm sự có mặt của những nguyên tố nhẹ bức xạ nền vi sóng vũ trụ. Cấu trúc vĩ mô của vũ trụ và định luật hấp bổ đối với siêu tân tinh loại IA. E. Khuôn khổ cho lý thuyết vụ nổ lớn dựa trên thuyết tương đối rộng của nhà vật lý Albert Einstein và trên giả thiết đơn giản về tính đồng nhất và đẳng hướng của không gian. Dựa vào phương trình trường Einstein, nhà vũ trụ học Alexander Friedman đã tìm ra được các phương trình chi phối sự tiến hóa của vũ trụ. Lão Tử sinh vào khoảng những năm 571 trước công nguyên mà đã có những kiến thức khổng lồ về vũ trụ mà mất hơn 2.000 năm sau hậu thế. Mới có được phương pháp luận để thuyết phục cộng đồng khoa học thì mới thấy kiến thức về vũ trụ của Lão Tử thật rất đáng ngưỡng mộ. Quan điểm về đạo trong chương 25 này của Lão Tử có nhiều điểm tương đồng và thống nhất với quan điểm của ông nêu tại chương một đạo đức kinh ở trên. Theo đó nhất quán về đạo là căn nguyên của vạn vật, là bất biến, là rộng lớn, là thuận theo tự nhiên. Bốn cái lớn mà lão tử đề cập ở đây chính là đạo, thiên, địa, nhân. Theo đó nhân tức là con người là một trong bốn cái lớn đó. Nhân theo địa, địa theo thiên, thiên theo tự nhiên. 30. Đạo ở khắp nơi, không mâu thuẫn mà hòa đồng với muôn vật. Đạo thường chống vắng mà tác dụng vô cùng, thâm sâu như là chủ thể của vạn vật làm dịu cái sắc xảo, tháo gỡ những rối loạn, hòa với cao quý, đồng với cát bụi, không rõ rệt mà như luôn có mặt. Ta không biết đạo sinh ra từ đâu, có lẽ nó còn hiện hữu trước cả thượng đế. Đạo chống vắng hư không mà tác dụng thì vô cùng. Đạo ở khắp nơi, không mâu thuẫn mà hòa đồng với muôn vật. Thánh nhân, người cao quý, bậc lãnh đạo là người không có thành kiến và óc phân biệt phe phái thánh nhân hòa với cao quý mà vẫn đồng với bụi trần luôn luôn hiện diện nhưng vẫn để mọi việc tự nhiên luận bàn theo ý trên lão tử muốn nói đạo thường khó nhận biết không rõ rệt như hư không luôn tồn tại có mặt mọi nơi hài hòa vào với mọi vật kể cả những thứ cao quý cũng như những thứ nhỏ nhất đơn giản nhất chính vì thế mà đạo rộng lớn vô cùng luôn trường tồn dùng không bao giờ cạn thánh nhân người cao quý. Bậc lãnh đạo, muốn có sức ảnh hưởng rộng lớn thì nên học theo đạo nên có tấm lòng rộng mở. Hòa ái, loại bỏ thành kiến, loại bỏ phe phái để dung nạp nhiều tiếp người. Như đạo của nước, như biển cả có thể dung nạp được hàng trăm con sông, thuận theo tự nhiên mà lớn mạnh. 31. Riêng mối của đạo Nhìn mà không thấy gọi là vi, nghe mà không thấy gọi là hy sờ mà không nắm gọi là gì. Ba điều đó không thể truy cứu rõ ràng. Chỉ thấy hỗn độn làm thành một. Cái một đó, trên thì không sáng, dưới thì không rõ. Mờ mờ không thể gọi tên được. Trở về nơi vô vật, gọi là cái trạng không có hình trạng. Cái hình tượng của vô vật, gọi là cái thấp thoáng mờ mịt. Theo thì không thấy đuôi, đón thì không thấy đầu nắm giữ được cái đạo ngay trước mặt thì chế ngự được mọi việc hiện tại lẫn cả nguồn cơn xưa cũ đó là giềng mối của đạo luận bản muốn nắm được giềng mối của đạo thì theo lão tử nên giữ cái đạo xưa để trị chuyện nay biết cái đầu mối của thời xưa chương này lão tử lại luận về đạo thể đại khái lão tử cho rằng đạo thể huyền vi mung lung ảo diệu thoát tầm kích quan năng của con người đại đạo vô hình tướng nên không có đầu đuôi dù đón trước theo sau cũng không truy lùng ra dáng dấp. Tuy nhiên, ta vẫn có cách biết được đạo. Nếu ta biết cách khảo sát đời sống các vị thánh nhân đời trước, hiểu được thời cổ, tức là biết được chuyện này, hiểu được đạo thể. Nhưng những vị thánh nhân đời trước là ai thì lão tử không nói rõ. 32. Trở lại là cái động của đạo. Trở lại là cái động của đạo. Mềm yếu là cái dụng của đạo mọi vật trong trời đất sinh ra từ có, có sinh ra từ không. Luận bản Muốn trở về với đạo phải thuận theo các định luật tự nhiên, đừng cưỡng lại với trời đất. Nhân tâm Muốn trở về với đạo, cần phải biết vươn lên trên những cái hữu hình, hữu tướng, để lên tới căn bản vô hình, vô tướng. 33. Đạo sáng, đạo tiến, đạo bằng phẳng người học cao nghe đạo thì gắng sức thực hành theo người học bình thường nghe đạo thì nửa tin nửa ngờ như còn như mất kẻ thấp kém nghe đạo thì cười lớn nếu không cười thì đạo không phải là đạo nữa cho nên lời xưa con nói đạo sáng thì như tối tăm đạo tiến thì dường như thoái đạo bằng phẳng thì dường như gập ghềnh đức cao thì như hang động cao khiết thì dường như ô nhục đức rộng thì dường như thiếu thốn đức mạnh thì dường như yếu nhác chất phác thì như trống rỗng. Hình vuông cực lớn thì không có góc. Tải lớn thì chậm thành. Âm lớn thì ít tiếng. Vật lớn thì không có hình thể. Đạo thì lần khuất không tên. Cho nên chỉ có đạo là khéo sinh và tác thành muôn vật. Luận bàn. Nên người xưa nói, sáng về đạo. Dường tăm tối. Tiến về đạo. Nhường như thụt lùi. Ngang với đạo. Dường như cục căn. Đức cao dường như hang suối thật trong trắng dường như bợn nhơ. Đức rồi rào dường như không đủ. Đức vững chắc dường như cầu thả. Chất thực dường như biến đổi. Cho nên những bậc chân nhân thì thường ẩn giật, khó tìm, khó nhận biết. Đạo cả huyền vi, người có căn cơ mới thấy cái hay, cái đẹp của đạo, nên quyết trí đem đạo ra thi hành. Còn những người bình thường thì học đạo, nhưng không thấy say xưa, thích thú, nghe đấy rồi quên đấy những người có căn cơ thấp khi nghe đạo thì hay coi thường hoặc cười chê. Họ có cười chê đạo, thì mới rõ đạo là cao siêu, thật không dễ để hiểu và hành. 34. Đạo tuy chẳng có tên nhưng như sông biển, là trốn đi về của muôn vật. Đạo thường không có tên, chất phác nhưng không ai trong thiên hạ có thể coi thường được. Vua Chúa nếu như có thể giữ được đạo, thì muôn vật sẽ tự đến quy phục trời đất tương hợp khiến cam lộ rơi xuống dân không cần lệnh mà tự chia đều, không tranh. Bắt đầu chia cắt mới thành tên. Đã có tên thì phải biết dừng. Biết dừng thì có thể tránh được nguy. Ví đạo với thiên hạ thì như dòng suối nhỏ với sông biển vậy. Đạo tuy chẳng có tên nhưng như sông biển. Là trốn đi về của muôn vật. Luận bản. Lão tử chủ trương nếu con người sống thuận theo đạo. Thuận theo lẽ tự nhiên. Thiên hạ sẽ bình trị. Nói thế tức là bao lâu chúng ta còn đi sai đường lối của trời đất, bao lâu còn chưa thuận thiên thời, thủy thổ, vật lý, tâm lý, thiên lý, thì bấy lâu, cuộc đời chúng ta bất kỳ là đời sống tư nhân, hay quốc gia, xã hội vẫn chưa được ổn định, người có thể giữ được đạo, tức là lấy tấm lòng bao dung, độ lượng mà chan hòa với muôn người, thuận theo lẽ tự nhiên thì muôn người sẽ đến quy phục, để hiểu hơn về câu nói vua có thể giữ đạo thì muôn vật sẽ tự đến quy phục chúng tôi xin lấy ví dụ trong tiểu thuyết. Hán sở diễn nghĩa có nói tới chi tiết trương lương tư vấn cho hạng vũ về việc nên lựa chọn danh hiệu nào cho xứng với hạng vũ. Đây là công việc vô cùng áp lực vì không khéo sẽ bị mất mạng. Đầu tiên trương lương giải thích về ngũ đế. Ngũ đế bao gồm thiếu hạng, chuyên húc, đế khốc, đế nghiêu, đế thuấn. Đế tức là thiên hiệu vậy, đức sánh với trời đất không theo việc can qua, không làm việc sát phạt, khiêm nhượng mà có thiên hạ, đại vương có thể xưng danh hiệu ấy không? Hạng vũ bèn nghĩ ta đã xử tử tử anh, mà trinh phạt thiên hạ thật hẹn với ngũ đế, nhẽ danh hiệu ấy không thể xưng được. Trương Lương tiếp tục giải thích về Tam Vương rằng sau thời ngũ đế thì có Tam Vương, tức là Hạ, Thương, Chu, Tam Vương ấy, chăm chỉ kiệm cần, Bổi nhân chuộng nghĩa, hậu đức hiếu sinh, không nghĩ cho riêng thân mình, mà chỉ vì bách tính, như khó nhọc trị thủy, chăm lo cầu mưa, can gián trụ vương đến nỗi bị giam cầm, đều là đức lớn của tam vương vậy. Đại vương có thể xưng danh hiệu ấy không? Hạng vũ nói, vương hiệu có thể xưng được, nhưng không biết dưới vương còn có danh hiệu gì. Lương nói, dưới vương có ngũ bá, tề hoàn công, tống tương công, tần mục công, tần văn công sở trang vương ngũ bá này vì thiên hạ mà trừ tàn khử bạo mỗi người làm bá một nước mang nhân chuộng nghĩa uy vũ lớn mạnh người người đều sợ đại vương có thể xưng danh hiệu ấy không hạng vũ nói vương hiệu tuy hợp với xưa nhưng chẳng hợp với nay bá nghiệp tuy hợp với nay nhưng chưa chọn hết xưa nếu hợp cổ kim lại mà kiêm gồm lấy cả chi bằng xưng sở bá vương ta sinh ra ở sở từ sông hoài trở lên phía tây bắc là tây sở quần thần các người hãy thảo chiếu lấy tôn hiệu ta là tây sở bá vương mà ban hành ra thiên hạ cho nên từ ba cấp hiệu trên đế vương bá chúng ta có thể thấy được rằng danh hiệu càng cao thì ân đức càng rộng lớn đức sánh với trời đất không theo việc can qua không làm việc sát phạt khiêm nhượng mà có thiên hạ điều này rất hợp với tư duy của lão tử là vậy chúng ta cùng trở lại phân tích các câu nói khác của Lão Tử trong chương 32 này có thể được hiểu rằng, đạo khi chưa sinh ra vạn vật thì hồn nhiên nhất thể. Đạo khi đã sinh vạn vật thì y như sẽ phân tán, chia phôi thành nhiều hình trạng và có nhiều danh hiệu khác nhau. Con người giác ngộ phải biết sống một cuộc sống không xa lìa đạo thể. Phải biết dừng chân nơi bến bờ hoàn thiện, thuần phác, vĩnh cửu. Tìm ra được vĩnh cửu giữa vạn trạng phù du tìm ra được tĩnh lặng giữa muôn vàn đợt sóng thế sự giạt rào, tìm ra được thiên chân giữa mọi hoàn cảnh tang thương, ảo hóa, tìm ra được viên mãn, thuần phát trong một thế giới đầy hỗn tạp, chảy mảng dở dang. Có như vậy thì mới tránh được nguy hại. Lão tử còn cho ta thấy rằng đạo sinh ra muôn loài muôn vật, ý thức như khe suối sinh ra sông biển. Đạo không lìa khỏi muôn loài muôn vật, cũng như khe suối chẳng bao giờ lìa khỏi sông biển nước khe suối tuôn ra sông biển, rồi nước sông biển lại thành mưa trở về nguồn. Nếu bạn thấy video này có tính ứng dụng thực tế hãy bình luận số 9, không thực tế bình luận số 0. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý báu của bạn. 35. Chùm đạo tặc không phải là đạo. Nếu ta có chút hiểu biết thì đi trên đạo lớn. Chỉ sợ làm sai mà thôi. Đường lớn thật trơn tru nhưng người ta lại thích đường núi chật hẹp. chiều đỉnh thật lộng lẫy mà đồng ruộng đầy cỏ hoang. Kho lẫm trống rỗng, áo quần gấm thều, đeo gươm sắc bén, đồ ăn thừa mứa, của cải dư thừa. Nhưng đó là đường của đạo tặc, đâu phải đường của đại đạo. Luận bàn, cũng là một chữ đạo. Nhưng nếu là đạo tặc thì không phải con đường của đại chính đạo. Nếu vua chúa chỉ chuyên lo phô trương thanh thế chuyên lo cho có nhà cao cửa rộng, cung điện xa hoa, bề ngoài đẹp đẽ, ăn uống xa xỉ, thì sẽ làm hại dân, hại nước, vì dân sẽ phải siêu cao thuế nặng, đi phu, đi phen, đến nỗi ruộng nương hoang phế kho lẫm trống trơn. Chị dân nước mà như vậy, thì là phương đạo tặc, chứ đâu phải là chị dân theo đúng lẽ trời. Tóm lại trong chương này lão tử vẫn nương theo chủ trương vô vi mà khuyên ta không nên phô trương, không nên vẽ chuyện mà trái lại trong đời tư cũng như đời công. Phải sống sao cho tự nhiên, cho giản dị. Như vậy mới là sống hợp lẽ trời, mới là trị dân thuận theo lẽ tự nhiên. Dưới đây xin chia sẻ thêm về các tấm gương của các vị vua xưa. Khổng tử có đề cập trong luận ngữ về vua nhà hạ như sau vua vũ nhà hạ. Ta chẳng chia trách được. Trong việc ăn uống, ngài giữ đạm bạc, nhưng trong việc cúng tế thì lại trọng hậu. Y phục ngài thường mặc thì xấu, nhưng áo ngài mặc trong dịp cúng tế thì lại rất đẹp cung thất của ngài thì nhỏ hẹp nhưng ngỏi lạch trong nước thì ngài tận lực sửa sang chiến quốc sách chép đời vua vũ có viên quan tên là nghi địch nấu rượu rất ngon nghi địch dâng rượu lên vua vua vũ uống vào rượu thấy rất ngon ngọt phán rằng đời sau ắt có vị vua vì rượu mà mất nước ngài bèn xa lánh nghi địch và tự hậu chẳng hề uống rượu chu công nói văn vương phục sức soàng xĩnh chỉ chăm việc canh nông và trị an. Ngài khiêm cung, nhu mì, thương yêu, bênh vực dân hèn, làm ơn cho kẻ quá bùa, Từ sớm đến trưa, từ trưa đến tối, vua không còn có thì giờ dành để ăn, mà mãi mê lo cho muôn dân được vui hòa. Ngài không dám ham mê chơi săn, thâu thuế các nước thì chỉ thâu cho chính đáng. Cho nên vua văn chịu mệnh khi đã đứng tuổi, mà còn hưởng nước được trên 50 năm. 36. Không phải đạo. Người có đức dày giống như trẻ thơ. ong, trùng, bọ cạp, rắn rết không tấn công, chim săn không làm hại, thú dữ không vồ bắt, xương yếu gân mềm mà tay nắm chắc, chưa biết việc yêu đương, tinh khí vẹn toàn, cả ngày gào thét mà giọng không khàn. Đó là hỏa khí sung túc, biết hòa hợp thì mới trường cửu, biết trường cửu thì mới sáng suốt quá tham sống thì hại. Dụng tâm sai khí thì gọi là cường bạo. Cũng vì vậy tâm làm cho khí tổn hao. Tâm làm cho khí hao mòn là vậy. Vật cường trắng thì sẽ giả nua. Như vậy không phải đạo. Không phải đạo thì không trường tồn. Luận bản. Như vậy ý của Lão Tử muốn nói trong chương này là muốn nhân sinh hướng đến sự tu đạo với sự thuần khiết như trẻ thơ. Loại bỏ tham muốn. Giữ cho mọi sự cân bằng. Hài hòa. Hòa hợp thì mới trường cửu. Theo đó, người tu đạo như thể có mang một đạo linh phù trong người, không có gì làm hại mình được. Linh phù ấy chính là trong thì giữ vẹn được thần khí tinh thần, ngoài thì trung hòa được với vạn hữu, tha nhân, quần sinh, vũ trụ. Ngược lại, những thứ không phải đạo chính là những thứ làm mất đi sự vẹn toàn của thần khí, những thứ làm mất đi sự hài hòa với vạn vật. 37. Đạo sinh, đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Trong vạn vật không có vật nào không cõng mở và ôm dương. Ở giữa là nguyên khí dung hòa. Thiên hạ thường ghét bị chê là cô quả thiếu đức. Thế mà vua chúa lại dùng nó để tự xưng. Như vậy thì sự đời bớt là thêm. Thêm là bớt. Điều người xưa đã dạy. Nay ta cũng lấy để dạy người. Dùng cường bạo thì chết bất đắc kỳ tử. Ta nghĩ, người nói điều đó đáng là cha ta luận bàn đạo sinh ra một chính là chân nguyên nhất thể nhất thể sinh ra hai chính là âm và dương âm dương biến hóa khôn lường sinh ra bộ ba chính là hình khí chất có quan điểm cho rằng là thần khí chất có quan điểm thì co rằng bộ ba này là thiên địa nhân bộ ba này giao nhau sẽ sinh ra vạn vật đạo không dựng nên vạn hữu mà đạo đã tự phân hóa mình thành vạn hữu. Lão tử luôn khuyên người trên phải khiêm cung, tự giảm giá trị mình, sẽ được người tăng giá trị, nhược bằng cao ngạo, luôn muốn đề cao giá trị mình, thì sẽ bị người làm cho hạ giá trị. Lão tử khuyên chớ nên dùng bạo lực vì dùng bạo lực thì sẽ có cái kết bạo tàn. Câu cường lương giả bất đắc kỳ tử đã được khắc vào sau lưng của một người bằng vàng hoặc bằng kim khí để ở trước thêm đền thờ hậu tắc tổ tiên của nhà Chu. Như vậy, Lão Tử chỉ nhắc lại một lời khuyên của người xưa. Theo đó, Lão Tử cũng tự nhận rằng mình cũng phải học hỏi được người xưa. 38. Đạo trời Không bước khỏi cửa mà biết thiên hạ. Không nhìn ra cửa sổ mà thấy đạo trời. Càng đi xa càng thấy ít. Cho nên, thánh nhân không đi mà biết, không nhìn mà thấy, không làm mà thành. Luận bàn, nếu chúng ta biết tu đạo, thu thần, định trí thì trí huệ sẽ phát sinh và sẽ biết được nhiều điều vi diệu của tạo hóa. Người xưa cho rằng ta và vạn vật đều cùng một gốc, nên nếu hiểu biết rõ lý lẽ ở nơi một người sẽ hiểu biết lý lẽ của thiên hạ. Cho nên người tu đạo không ra khỏi cửa mà biết thiên hạ là vậy. Người xưa lại quan niệm thêm rằng luật trời, đạo trời ghi tạc ngay trong lòng con người, nên không cần bon chen vất vả chỉ cần biết tính tâm suy cứu là tìm thấy luật trời còn như bon chen vất vả luân lạc trong chốn hồng trần thì bất quá chỉ có được những kiến thức vụn vặt những lối nhìn chật hẹp mà thôi nên lão tử nói càng đi xa càng thấy ít là vậy cho nên thấy bằng mắt không bằng thấy bằng trí mà thấy bằng trí không bằng thấy bằng thần chỉ có thần mới không vội mà nhanh không đi mà đến để có được thần thì phải tu tập nếu bạn thích video này hãy bình luận số 1. Không thích bình luận số 2. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Cảm ơn thời gian quý giá của bạn.